Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chiếc đèn pin mới nhất của cái năm 2020, đó là Astrolux HL01. Chiếc đèn gù đầu tiên của Astrolux các bạn. Đây là cái phiên bản màu xám này, sử dụng led là XPL 4000. Đó, nhạt màu 4000K. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn coi nha. Đó, hộp của Astrolux thì làm rất là đẹp các bạn. Bạn thấy không? Đây. Đó. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây là hộp phụ kiện các bạn. Hộp phụ kiện thì nó mình mở xem có gì nào. À, xong rồi. Đó. Đây là cái dây đeo các bạn. Đó, dây đeo của Astrolux. Đây, chỗ này mình sẽ rút đèn đây, lát mình thử nhá. Còn đây là thế nào? Trong dây đeo còn gì nữa nào? Đó, đây là cái dây đeo này. Clip cài. Hai cái răng chống nước thay thế. Đó. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, đó. Astrolux HL01. Đó, đèn có thiết kế rất là đẹp các bạn, đây là màu xám lòng súng. Đó, chóa được phủ AR. Nút bật ở trên đầu đèn. Đó các bạn thấy không? Giống cái chày đập đá. Nói chung là thiết kế của Astrolux HL01 rất đẹp các bạn, khá là nhỏ gọn. Đó. Xem tiếp, đây là cái ống chuyển các bạn. Đó. Ống chuyển để chúng ta sử dụng với pin 18350. Thiết kế của HL01 rất là dày dặn đấy các bạn thấy không? Lớp nhôm này rất là dày. Đó. Hoàn thiện của Astrolux dạo này rất là đẹp, rất là cao cấp các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái phần đuôi cho các bạn coi nha. Đó, đây các bạn thấy không? Đó, cái lớp mạ của HL01 rất là đẹp. Cái bước gen cũng rất là đẹp và được bôi trơn các bạn. Đó, phần ống thân thì cực dày luôn. Phải nói là rất là dày luôn. Làm rất dày thì khả năng tản nhiệt của đèn nó sẽ tốt hơn các bạn. Khi chúng ta có bán sắt vụn thì nó cũng được giá hơn. Đó. Đây là bên trong đầu đèn. Bên trong HL01. Đó. 2, 4, 6, 7. Dù sử dụng 7 chip các bạn. Đây là cái vòng chống nước này. Đó, cổng sạc Type-C thì được Astrolux họ đẩy vào bên trong này. Đó, thiết kế rất là thông minh luôn, các bạn thấy không? Đó, mỗi lần cần sạc thì bạn sẽ xoáy cái này ra một chút thì nó sẽ sạc được. Đó, sạc Type-C. Hai cái răng chống nước để chống nước cho cái cổng sạc đó. Thiết kế rất là rất là thông minh các bạn. Như này thì trông cái cổng sạc nó được che chắn rồi nó sẽ đẹp hơn. Đó, đây nút bấm này. Các bạn thấy không? Nút bấm phản hồi rất là tốt luôn. Cái chóa là chóa sần cho cái beam nó mịn hơn. Cái vòng benzen này bằng thép các bạn. Đó. Hoàn thiện là cực kỳ đẹp. Đây bây giờ mình sẽ lắp thử cái ống ngắn vào cho các bạn coi xem có lắp được hai chiều không nào. Đó, đây là một chiều này, ok. Mình sẽ lắp lại một chiều nữa để xem có được không. Nếu mà được thì quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ không phải lo xem là đâu là đầu thuận, đâu là đầu ngược. À, được các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Đó. Đây, sau chúng ta lắp cái ống này vào. Các bạn thấy không? Đây này. Đó, rất là gọn luôn. Wow. Quá đẹp luôn. Mình sẽ so sánh thử nhanh với một quả pin cho các bạn coi nha. Đó, nó chỉ dài hơn pin 18650 một chút thôi các bạn ạ. Bạn thấy không, nút đuôi có lò xo kép và hoàn thiện rất là đẹp luôn. Có những cái đường này giúp chúng ta khi chúng ta xoáy nó dễ hơn này, nó không bị trượt này. Nam châm của HL01 rất là khỏe. Bạn thấy này, với cái led AUX này thì các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy HL01 ở trong đêm. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn các bạn. Astrolux HL01 thì có thể sử dụng với cả pin 18650 lẫn pin 18350 các bạn. Được. Bây giờ mình sẽ lắp thử một viên pin
18650 mình thử cho các bạn coi. Đó. Đây. Hai cái phiên bản các bạn, hai phiên bản ống ngắn và ống dài. Và so sánh luôn với pin 26650 cho các bạn coi nha. Đó, Brilliant 26650 này. Các bạn thấy kích thước chưa? Đó. Rất là đẹp đúng không các bạn? Mình sẽ so sánh thêm với một viên pin có bảo vệ 18650 đó. Đó, đây kích thước này. Bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Và nếu bạn nào chưa quen nữa thì lần đầu các bạn sẽ để ý này, hai cái đèn led này nó có cái độ sáng khác nhau. Đó. Thì các bạn có thể tăng giảm cái độ sáng của cái đèn led này bằng cách kích 7 lần. 1 2 3 4 5 6 7. Đó. Nó đã sáng hơn rồi các bạn thấy không? Các bạn kích 7 lần để tăng giảm cái độ sáng hoặc là tắt cái đèn led này đi. Thì trong sách hướng dẫn sử dụng nó cũng có nói đấy, các bạn để ý một chút là được. Rồi bây giờ để sạc pin nó thì các bạn sẽ tháo xoáy cái đầu này xuống này, đó, bạn xoáy xuống. Đó, ở trên này thì nó có một cái đèn báo này, đó, và cái cổng sạc Type-C ở bên đây. Đó, giờ mình sẽ cắm vào mình thử cho bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không, dòng sạc rất là nhanh, dòng sạc được 2A luôn các bạn ạ, vì pin của mình cũng gần đầy rồi nên là cái dòng sạc nó chỉ dao động được khoảng tầm 1.8A thôi. Và khi sạc đó thì các bạn để ý này, đó, cái đèn đỏ trên đây nó sẽ báo khi nào pin đầy thì cái đèn đỏ này nó sẽ chuyển qua màu xanh nha các bạn. Đó, rất là thuận tiện luôn. Sạc xong các bạn rút ra xoáy nó vào. Thực ra mình cũng không thích cái thiết kế dây đeo kiểu này lắm vì nó gắn nó cũng hơi mất thời gian một chút các bạn. Đó. Đó. Ok rồi các bạn thấy không? Rất là đẹp. Dây đeo này không được chắc chắn cho lắm các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dây nó không được chắc chắn cho lắm. Có lẽ các bạn sẽ cần phải tìm một cái dây đeo nó tốt hơn. Các bạn thấy để ý không, ở HL0 nhà HL01 đó thì nhà sản xuất người ta họ đã rất khéo léo, họ để những cái gừa này đó, cái gừa này thì nó sẽ tương ứng với cái dây đeo đây, bạn thấy không, đó, hoàn thiện là cực kỳ là cao cấp luôn các bạn, tỉ mỉ tới từng cái chi tiết nhỏ. Đó, đây một chiếc đèn rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh cái pin của hai sản phẩm là Astrolux HL01 và Vinzast cho bạn coi nha. Đó, đây là HL01 này, đây là Vinzast này. Các bạn thấy không? Hai cái nó khác, có sự khác biệt không? Đó. Một cái sáng trắng, một cái sáng vàng. Rồi, tổng kết lại thì với cái mức giá là khoảng 31 đô, mình đánh giá HL01 là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Đó, đèn thì có cái giao diện sử dụng thông minh này, có đèn led lên AUX này, đó, đuôi nam châm. Thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn, thiết kế đẹp, có tích hợp với cổng sạc, các bạn có thể mua đèn về lắp pin vào là sử dụng được luôn. Và cái cổng sạc Type-C cũng rất thuận lợi vì là bây giờ hầu hết các cái thiết bị điện thoại các thứ thì là họ đều dùng sạc Type-C rồi, các bạn có thể sạc pin bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem clip, thì hy vọng qua clip này thì các bạn sẽ lựa chọn được chiếc đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo.